Vô biển nào chị? Dạ, biển Xuyên. Xuyên hả? Dạ. Gửi tiền xăng về nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Này là con có hả chị hả? Dạ nè con. Dạ, gửi tiền xăng về quê. Rồi đổ xăng về quê nha. Rồi chào chào con. Cưng quá. Trước xe nha luôn hả? Thì cẩn thận nha. Xe cùi quá rồi. Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ chắc là mấy giờ mai? 4 giờ 15 thứ 7 ngày 9 tháng 10 2021. Xong chưa? Em ơi, em ơi. Đâu em nào đâu? Kìa em kia kìa. Chở em đây đi. Để đi test. Giờ à. Cái gì? Được. Anh lấy thêm rồi bỏ túi đi. Rồi chở bé nó test đi. Lên xe này ngồi đi rồi cho anh chở đi test rồi xuống chốt gửi. Em ngồi 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 đây nè em. Xách xe anh ra. Anh sợ phụ nữ lắm. Hôm nay là một ngày Phương Dừa rất là ngờ ngợ nhiều quá, nhiều trường hợp quá. Cái bà cô hồi nãy á, cái bà cô ve chai á, cổ clip trước bà con cô bác xem á, thì cổ tới đây cổ xin tiền nhà trọ, cô thì Phương Dừa có ghi thông tin lại để mình có hướng mình giúp. Thì cổ lại nói là bữa trước có hai vợ chồng chủ nhà trọ của cổ luôn đi ngang đây là Phương Dừa cũng có cho tiền. Bây giờ cũng không biết ai là thật ai là giả luôn. Mà giờ những người mà họ chủ động mà họ tìm kiếm Phương Dừa là Phương Dừa sợ lắm rồi đó, thiệt luôn á. Chở gà đá, xe chở gà đá quá trời. 6-7 giờ cách tốt nhất là mình hỏi đi đâu mà đúng biển số xe. Ví dụ về Sóc Trăng thường thường ta đi là biển số xe Sóc Trăng có 83. Bà cô cũng vô tính. Rồi bây giờ cũng hết bánh hết nước mà con cô bác đang đã lại mua ít nữa. Hết sữa hết nước với sữa hả? Ừ nhiêu đây nữa được rồi. Nhiêu đây nữa rồi mình 4 giờ mấy rồi xíu 6 giờ mình về được rồi. Đi test rồi chú ơi. Con bé nó vẫn đi test rồi. Đây số thợ ba đấy nè. Con gửi số thợ ba của nó nè. Không gọi cho ba chị, con đâu gọi chị. Con lưu đó để liên lạc với ba nó. Dạ thôi sao mà chú biết rõ con bé đó không? Không, nó đón xe chú thấy đón 3 ngày. Nhưng mà nó có điều kiện á, nhưng mà không hiểu sao tinh thần nó không được. Ở đó nó chạy từ lâu mà. Mà chị nó có à nha. Dạ. Nãy nó mua chiếc xe ra này của chú. Nó chạy về mình chứ nó thôi không bán đâu. Vậy hả? Nó mua xe ra luôn mà, nó mua luôn cái xe luôn. Vâng. Chạy về. Chú không bán nó đâu. Mình cũng không rõ nữa, mà thấy nó chuyện test rồi con. Dạ cho đi test rồi lát con chở xuống chốt rồi. Để chốt mà sắp xếp về. Dạ. Nó nhớ bà nó quá nó khóc hoài à. Con không biết cái tinh thần sao mà hoảng loạn sao nhiều gì á. Nó nói chuyện á trong nhà trọ ta cười quá trời. Nhưng mà nó có cái vali màu hồng, bỏ vali màu hồng ở chỗ. Chú giữ nha, mới điện qua nó rồi. Bị gì có liên chiếc xe chở không được, rồi chú giữ. Có đi quần áo không à. Chú giữ là xe bưng trang mà chạy rồi chú gửi về cho. Gửi cho dạ. Ba má nó cho. Dạ. Nhưng mà bà nói ba má gửi lên lần mấy ngày gửi lên 3 triệu, mấy ngày lên 3 triệu hay gì đó. Bà nó mới điện chú nè. Rồi ba có bệnh gì không chú? Nó nói ba nó bệnh, nó muốn về thăm ba nó mà nó không có về được.
rồi nó mua chú xe xem ra này là nó chạy về. Chú nói con chạy về được đâu, không có xe, không cho nó chạy về. Dạ. Cho nó tới đây chú coi trong TV á, chú thấy là ở đây mà hỗ trợ cho ta về đó. Cái chú trở lại, ba nó kêu trở lại đây đi. Dạ. Trở lại đây. Con bị không biết quản loạn sao, con sợ nãy con cũng nghĩ một là quản loạn này kia nó, sao nó ở đây tới 3 ngày đó nó không có về được rồi. Hai là nhiều khi sử dụng chất kích thích à, vậy vậy. Con sợ sao nói chuyện nó không được ấy. Thôi gạy cho dạ, dạ. Con giúp cho nó không con có té từ lát con gửi về chốt để người ta sắp xếp về, rồi, cho về. Dạ dạ nó nhớ nhà lắm. Dạ cảm ơn chú. Dạ chứ con cũng không có gửi tiền gì nhiều. Nó dạ. Có tiền. Dạ dạ tiền nó có. Dạ dạ. Nó lấy xem ra để chạy về giá nè. Dạ thì chú nó có trời ơi. Dạ. Dạ ghi lại sống thông tin đi chị, ghi lại thông tin đi. Ghi lại thông tin em. Ở đây em không phát tiền để hỗ trợ khó khăn, để hỗ trợ bà con đổ xăng về quê thôi. Chị ghi thông tin em ha. Rồi chị lại ghi thông tin em. Rồi giờ chị ghi thông tin lại đi ha, có điều kiện thì em giúp, em không hứa trước nha. Rồi dạ dạ trẻ khổ thì bây giờ mình phải tìm cách chứ, giờ ai cũng lại đây để xin tiền nữa, nhờ hỗ trợ đủ thứ là đâu có điều kiện ha. Chị ấy chị để lại thông tin đi rồi em tìm hiểu, em hỏi thăm bên xã, ghi thông tin đi em ai. Dạ dạ thì chị cứ ghi lại thông tin đi. Thôi bây giờ bây giờ cảm giác là cảm hết thoải mái rồi. Lặp lại cái trường hợp lúc tôi vừa bán cửa hàng sầu riêng, mới mở cửa hàng sầu riêng, giúp một vài người cái bắt đầu bà con của bác người ta lợi. Người ta lợi người ta năm vạn. Dạ chú về á. Chào chú. Con gửi chú tiền xăng về tội nghiệp. Dạ. Chú cho nó có trăm mà. Dạ dạ. Chứ sao nó nói lấy chú lấy nó 200. Trời ơi, chú đâu có lấy tiền bạc gì đâu. Dạ chú, cái đồ xăng về nha. Dạ dạ. Chú không bao giờ lấy tiền nó đâu. Dạ dạ. Nói chung là chú với bé nói chuyện không có vô, hai cái thông tin không khớp. Nó nói chuyện chú cũng vậy. Dạ dạ. Dạ chú về khỏe. Nhưng mà nó chỉ biết đường về thôi. Dạ dạ. Sao chở quá trời đồ rồi. Bởi vậy con vừa mới nói bà con cô bác làm cái gì nó có sự tự nhiên, có sự thoải mái nó. Còn cái gì mà nó sao chị, sao chị? Chị đó chỉ mới chích mổ mà chứ chưa test đó, chứ giờ chưa có tiền chỉ về đó, mình không chạy chỉ giùm được. Để em hỏi thăm đó. Cái gì mình hỏi thăm mình biết á, mình giúp nó dễ, còn nhiều người ta tự nó chủ động luôn biết rồi. 50-50 lắm. Sao chị gái? Tiền xin anh cho em tiền test được không? Giờ tới sao chị biết test không được mà chị dám về? Sao tới đây chị lại mới xin? Tại vì hồi nãy em dưới kia mấy anh cho em lúc cuối mấy anh kêu lên đây xin trên đây đi thử người ta có tiền cho không? Dạ. Yeah. Sao chị lên đây có mình hả? Dạ. Dạ. Vì chồng con chị đâu? Anh cho chị tính từ trước rồi, mấy tháng trước. Dạ. Thôi giờ chị đi test đi. Chị còn bao nhiêu tiền? Mấy
trước đó là chị có chồng gì miền Tây hả? Dạ. Ở trường quê chị ở miền Trung hết đâu? Dạ không, quê của em là bên Bạc Liêu, lấy chồng về bên đó. Dạ. Dạ. Ủa tính là chị cũng miền Tây chứ? Quê Bạc Liêu, bây giờ quê chồng thì bên miền Tây. Chị Bạc Liêu là ở miền Tây chứ đâu chị? Em ở Long Điền, em còn em là bên Bạc Liêu. Thì miền Tây, Bạc Liêu là miền Tây. Ông xã em là dân Long Điền, Kiên Giang. Thì Bạc Liêu là miền Tây chứ? Bạc Liêu cũng miền Tây nhưng mà ý là em hồi giờ em cứ gọi là Bạc Liêu thôi chứ. Dạ. Giờ chú quay đầu xe luôn, cả chú. Dạ, em chỉ cần test thôi đi về thôi. Dạ. Thế giờ em gửi chị tiền cho chị đi test, chị qua đây nè. Đi này ha. Dạ. Chị biết chợ Bình Chánh không? Chợ Bình Chánh cách nào anh? Dạ, chị qua đây. Chị xuống dưới đó gặp cái ngã tư đầu tiên bỏ. Tới ngã tư thứ hai chị bỏ qua đó 200m. 200m thì có phòng khám đa khoa Nam Sài Gòn á, chị ghé chị test ha. Chị hỏi ha, chị hỏi mới được rồi. Dạ em chỉ chị đường rồi đó. Em chỉ chị đường rồi đó. Mình tới đó mình test thôi. Sao chú? Chú Phương nghe nói ở đây có cho xin tiền cho xin tầm cái tay áo của người thư á. Không có đủ tiền đây. Dạ vậy bây giờ chú ghi thông tin lại đi. Ở đây con không có Dạ không, không ở đây con nay không có giúp hoàn cảnh khó khăn mà con giúp bà con cô bác về quê. Con chỉ trao quà với, thôi. Với tôi Long An lận. Dạ. Long An, vậy chú ghi thông tin này con đi. Thông tin sao? Lại Nam mai ghi thông tin của chú rồi mai. Dạ. Chắc Khương Dừa làm có thể nay hoặc cao lắm ngày mai nữa Khương Dừa ngưng, tại vì cái địa điểm này bà con cô bác đã bắt đầu ra để nhờ hỗ trợ về tiền rồi, cho nên là rất là khó khăn cho Khương Dừa trong việc xác minh rồi. Nè chị đi test có 300.000 hả, còn 200.000 chị đổ xăng về quê nha. Dạ dạ. Hồi nãy em chỉ rồi đó. Dạ. Sao Ngân? Chú kêu mời đi khám bệnh về. Về Trường Giang rồi. Đúng là vậy đó. Chưa xe nó đang té nữa. Thì bây giờ phải ghi thông tin lại chứ, bây giờ mình trường hợp này mình đâu có giúp liền tại chỗ được. Không chú rồi, chú về Tiền Giang đúng không? Chú đi đâu Tiền Giang đây? Chưa. Xét hoài 3 ngày, xét lần 3 ngày, xét. Chú đi đâu? Chú đi chữa bệnh hả? Khám bệnh hả? Bây giờ về Tiền Giang á. Ý là chú đâu mà chú về Tiền Giang? Dạ vậy thôi con gửi chú tiền xăng về quê nha chú. Dạ. Gửi chú ít tiền xăng về quê. À. Gửi chú ít tiền xăng về quê. Dạ chú hiện tại chưa có giải quyết được mấy cái trường hợp này. Chú thông cảm. Dạ. Dạ chú con gửi. Dạ. Chú bệnh chú bớt hút thuốc lại. Thôi chú hút. Đó này cái giữa. Hút cái chài kia chú bỏ. Là sao chú? Dục chú hút. Chứ sao không hút chú giữ làm chi? Không có bỏ vậy chứ không có hút. Đi bỏ. Đâu hút ta thấy là đạp cho hút. Ý là không hút mà xách theo làm chi chú? Xách theo vậy chứ còn bộ hút. Trời cũng là hút chứ gì. Bỏ gần lát lấy gì hút chú? Thôi. Vũ nguyệt lắc mua hút khác ha. Không có. Hút chết rồi. Dạ. Rồi tại con sợ quan tâm sức khỏe chú bớt bớt thuốc lên bệnh hút thuốc. Sợ nó không tốt. Rồi này cái này bỏ luôn hả chú? Bỏ đi. Bỏ. Coi còn nữa con lấy bỏ luôn nha. Bỏ đi. Quá trời thuốc rồi, còn thuốc nữa không ta? Còn nữa không chú? Không. Dạ rồi để con bỏ nha chú. Dạ. Cảm ơn tụi con nhiều. Thì chú hút nhiều quá chú bệnh. Đâu. Chú hút không? Không, không. Chú không hút không? Con bỏ nha. Thiệt ha. Dạ rồi. Này con không có lấy chú nè. Chú hút không? Có cái áo mưa dài rồi vớ không biết mưa nữa. Dạ. Dài vớ cao mưa rồi. Dạ. Chú đi qua với cái chạm là chú mua cái này ra cho qua. Dạ. Chú hút không chú? Bye.
thôi con gửi chú đi thôi. Chú hút chú mua chỉ dữ vậy hả? Chú không có hút mà mua. Chú mua lâu rồi, mua hồi lâu lâu chú, nay nửa tháng rồi đó. Nửa tháng sao chú đi đâu chú cũng chở bên mình vậy hả? Ngày chú hút mấy điếu chú? Nếu là ngày đêm lỗi lắm, 7-8 điếu à. 7-8 điếu à? Dạ. Thôi chú đi. Dạ dạ chú. Dạ chào chú. Ừ, chú nói chú hút thuốc, hỏi ngày chú hút mấy điếu, ngày đi 7-8 điếu. Phát hiện lấy thuốc. Tao có hút thuốc đâu. Nó thấy ông bệnh sợ. Sao uống thuốc không? Cái này thằng Phong nó thích lắm á, thằng Phong nó nghiện mà. Không, ông chú này ở gần gần nhà đây thôi à. Nhìn chú ở gần gần đây như thế thôi, già lớn tuổi thôi cũng thương. Nè lát chỗ mình có thuốc lá nha, về có cho mấy bạn thanh niên. À, phát luôn hả? À đây mấy bạn đang hôm nay mấy bạn đang trao quà nè, chuẩn bị quà các bạn trao nè. Các bạn trao buổi tối hay ta? Trao về thì cũng tốt, nhưng mà hai ba nhóm nó gần nhau bị rối loạn á. Bữa giống cũng nhóm kia cũng vậy nữa. Các bạn lại trao ấy, đứng nó phía trước á, chàng ràng khu vườn không có sơ trao được. Bữa nay là bà con cô bác xảy ra bây giờ cái cảm giác anh sợ giống như là lúc đang ở cửa hàng sầu riêng rồi đó. Thiệt luôn. Tại mọi người biết anh ở đây nhiều. Biết anh ở đây, biết có tiền rồi bắt đầu bà con cô bác có về. Bảo đảm sáng giờ có rất nhiều trường hợp là giả mạo luôn. Nhưng mà anh chỉ sợ mình nhiều khi mình trực giác mà. Sợ mình sai cái mình tội người ta. Với lại có 200-300 mà. Chứ sợ. Sáng giờ bảo đảm luôn, có mấy cái chị, cái mấy chị gái á, nhìn là biết luôn. Nhìn cách ăn mặc chân diện của người ta, cách người ta nói chuyện mà mình. Nên có mấy trường hợp anh cho 100-200 ngàn vậy. Ta đang biết mình á, người ta đang chủ động lắm. Khi mà gì chủ động nó mệt lắm. Biết chứ. Cảm giác được. Nhiều gặp mình gặp nhiều người mình nói chuyện vài câu là mình biết. Chuyện vài câu là mình cảm được là mình gọi cho nhiều à. Còn ngoài ngày người nữa nó người già người ta không có không đúng vậy là. Giờ bà con cô bác về cũng đông nha quý khán giả. Mới về. Đỡ đi bộ vô quê gì kìa. Phải đâu, đi công chuyện á. Có phải không? À, đi vô trong đi mua đồ. Không phải. Đứng không dám bao lâu ngủ gì. Đây. Hỏi chừng quá rồi. Từ từ nguy hiểm. Bạn kìa không ơi. Rồi chở con chó về hay cưng không? Chở con chó về luôn à. Ghi lại thông tin. Mà giờ chú về luôn, trên đường về luôn. Không, mình ghi lại thông tin, mình có giúp, mình phải giúp ghé chứ giờ đâu phải là mà ghé đây mà mình gửi tiền được ăn. Chứ đâu phải ghé là mình đưa tiền, mình đâu biết lương nhiêu, chữa bệnh nhiêu, phải không? Tại chú chạy lên chạy xuống mà, ở gần đây. Bây giờ mình ghi thông tin đi, mình giảng giảng ra, mình có thời gian mình tìm hiểu, mình giúp. Chứ giờ bệnh hoạn đó, tới đây mình đâu có giải quyết được. Đúng rồi, chỉ xin mấy trăm lộ phí. Không, gửi gì kiểu đó được. Lộ phí gì cũng được. Tại chú lên đây chú trình bày hoàn cảnh, giờ tự nhiên mình phải ghi thông tin lại rồi. Đúng rồi, mình nắm được hoàn cảnh rồi mình giúp sao, chứ tự nhiên chú lên đây chú trình bày hoàn cảnh giờ xin lộ phí gì. Với lại đây với Long An mà mấy trăm lộ phí gì, đúng không? Đây nhiều khi chạy qua Phục đây tới Long An rồi, cho nên là em ghi lại thông tin cho kỹ để mình tìm hiểu, mình có cái hướng giúp, nhưng mà không có hứa trước được nha. Chú đã tới đây chú trình bày cái hoàn cảnh thì mình nắm được cái hoàn cảnh của chú, mình ghi thông tin
Còn cái chuyện bệnh hoạn mà ung thư này kia đâu phải là 1 triệu 2 triệu là chữa bệnh được đâu. Cho nên mình phải tìm hiểu, mình có hướng giúp. Chứ mà Khương Dừa mà giờ Khương Dừa mà gửi cho chú cái lộ phí là Khương Dừa bảo đảm bà con cô bác là lợi rất là đông. Rồi người ta tới người ta xin giúp đỡ không được thì người ta cũng xin lộ phí. Mà mình mà người cho mình trao người này mình không trao người kia là sao được, phải không? Chắc chắn bà con cô bác người ta sẽ rất phân bì. Xong mình bà con cô bác cũng biết cái cảm giác rồi, chắc có ai mà đi hay đi làm thiện nguyện chứ cũng có cảm giác nhiều người mình giúp mà còn muốn giúp thêm, mình rất là thoải mái. Còn nhiều người đó, khi mà mình giúp mình sau họ nói chuyện xong mình không rõ cái mình cảm giác nó không bất an lắm. Mai ơi để anh biểu ơi, nhờ xíu ơi. Cái này em nói là của em của em gửi, đừng có nói của anh nè. Nói gọi cô chú lỗ thì xăng về, còn cái đó mình phải tìm hiểu sao ha, không có ấy được. À, thấy cũng tội chú đi hả? À, thấy cũng già lớn tuổi rồi. Hai lên làm gì? Nói lên khám bệnh gì đó. À chú lên khám bệnh hả? Lên khám bệnh. Ừ, mình phải ghi lại mình tìm hiểu thông tin chứ giờ bệnh hoạn đó mình đâu có ấy liền được. Em đâu có biết giúp làm sao. Với mình cũng đâu có rõ đâu. Không? Về quê thì 200-300 thì mình giúp được. Gần đây mấy anh chị ở gần đây mình sẽ năm mấy hồi á. Hết chưa, sách gì mà nhiều quá giờ không trao được gì chân vậy? Coi lụm mấy bịch vô mấy đứa ơi, nữa sợ rét. Sạch miếng không thương gì, chưa tép đó hả? Chưa tép đó, bỏ đi bự luôn mấy bữa giờ. Giờ bắt đầu vắng á, tại vì người ta ở xa mà con bác tên sáng người ta tranh thủ về, chiều người ta tranh thủ về, còn giờ là người ta đã cũng về rồi. Thì anh em tôi vừa đứng xíu nữa anh em tôi vừa cũng về. Có phong tôm giao lưu kìa, phong tôm giao lưu với mấy anh em gái xinh đẹp kìa. Mày lại mày giao lưu với mấy em anh trai đó. Thôi kỳ ngại lắm. Kỳ ngại gì? Anh Phong lại đi giao lưu kìa. Nó giao lưu mày lại mày giao lưu thằng kia. Này mấy em gái con cũng có nước với bánh với sữa. Các bạn không biết bên đâu không nữa. Con chạy xe máy tới. Hôm nay Khương Dừa chuẩn bị cũng một số tiền mặt cũng khá lớn, Khương Dừa trao cũng còn nhiều. Dạ thôi. Mình phải tiết kiệm lại. Mình phải trao cho đúng người. Để mình còn giữ tiền lại để mình đi giúp các hoàn cảnh khó khăn, mà mấy cụ thể là những bé mà mồ côi á, sao sao giờ sao sao
sau cái đợt dịch này á. Ôi giờ tới Kiên Giang rồi, không dừng lại cho tiền đổ xăng rồi còn người có vậy. Ở trên người ta có ấy, người ta có chốt. Đây bà con bác hai vợ chồng nữa với Xuyến, thấy không, hai vợ chồng ta yêu thương nhau phải không, đi trao quà cũng đứng cặp nhau nữa, gần nhau, có vợ có chồng, tắp biển đông cũng cạn. Còn hai vợ chồng kia, mạnh chồng thì chồng đi ghẹo mấy bạn nữ, vợ thì không có. Đây, này nè, đó này nè, tuổi trẻ còn trẻ. Gỡ dữ thần vậy. Hôm nay bởi vậy Khương Dương cũng tiếp bữa một tay, một hai tay ba tay quá trời bà con bắt về quê. Mà lúc đó bà con cũng đâu có biết đâu, Phương vừa cũng lúc đó Phương vừa cũng không có đủ kinh phí, là tới hôm nay kinh phí thì có, nhưng mà bà con quát lại về bớt rồi, với lại bắt đầu xuất hiện những bà con quát, họ muốn tới đây không muốn nhận tiền, chứ họ không muốn nhận bánh hay nước. Trời ơi, ra đi, đâu có ai dặn đâu. Có để cho mấy đứa gái cho chào mấy bé gái chào đi. Rồi khổ rồi kêu mấy lùi lùi lại coi. Để cho mấy đứa nữ đó chào đi. Vô nghỉ xíu đi. Ở đâu vậy? Ở đâu vậy? Vô nghỉ lâu xíu đi. Anh ơi. Giờ tới 6-7 kìa. Tình nghiệp kìa. Có chở em bé nè. Dạng Giang nhìn biết anh Dạng Giang rồi. Gửi tiền xăng về. Dạng Giang hả anh? Gửi tiền xăng về. Hả? Gửi tiền xăng về. Dạ, về Châu Phú á. Hả? Châu Phú hả? Gần Cái Dầu không anh? Cái Dầu á. Thị trấn Cái Dầu ha. Đúng rồi. Má anh hả? Má anh hả? Dạ, gửi tiền xăng cho anh về, anh với bà về nha. Về khỏe nha anh. Tay em bị gì vậy? Gãy. Sao vậy? 4 năm tháng 2 rồi. Dạ hả? Gãy rìa luôn, được cái bó bọ. Rồi chạy nổi không? Được, chạy được. Rồi còn tiền nữa không hay là hết tiền rồi? Còn đây được rồi. Dạ, như đây về quê ha. Dạ. Rồi gửi là thăm bà con nha. Ở đâu dạ, vậy? Em ở đây gần đây thôi. Dạ đây hả? Dạ dạ. Đội nào mà quý quá vậy? Dạ không có đội nào đâu mấy anh em. Dạ. Rồi, cảm ơn dạ, anh về phải gửi bà con lời thăm bà con quán nha. Em về cho Phú chơi hoài luôn á. Mày coi vậy tới đâu vậy? Không ai biết số xe. 59. 59 thành phố về tới đâu vậy? Long An, em mua đồ trong gái hả? Long An mà xuyên huyện nào chị? Sát bên rồi, thôi về mạnh khỏe nha. Dạ rồi. Mua cúng gái sao? Bến Lức thì còn quá xíu gần đây à. Dạ dạ anh về. Cho nên phải coi. Để cho mấy bạn trao hồi đi, mình vô nghỉ vậy lâu xíu đi. Cho mấy bạn nữ trao đi, anh đứng lên canh xe để anh hỗ trợ tiền xăng thôi. Dạ chào mấy em. Mấy em sinh viên hả? Dạ không, mấy em các bạn sinh viên thì có tụi em là đã đi làm rồi. À. Dạ. Rồi mua bánh thì hỗ trợ bà con, bữa giờ làm chưa? Dạ rồi. Trước đây nữa thì đã làm chảo với lại rau với cá. À, giỏi quá ha. Cũng được nhiều người mạnh quân giỏi lắm. À, giỏi. Em biết idol của em đứng gần đây nên em thôi đứng chào đi mấy anh ấy xíu đi. Dạ. Để cho tụi em chào. Dạ. Anh đâu chào đi cũng hoài à, chào hoài à. Dạ. Ai làm cũng được không sao, nhưng mà mình nên nhóm nào một làm người tới thay phiên. Dạ. Chứ thôi nó ra vô nó đông lộn xộn. Dạ. Em cứ chào đi rồi anh gửi xa tiền xăng cho bà con ha. Có rồi. 79 về tới Khánh Hòa luôn. Bà nó về Khánh Hòa về lộn đường sao.
Ủa sao anh Đông anh đi test lâu rồi đó? Ông Đông dẫn con bé đi test lâu vậy trời? Dạ. Đi kiếm anh vừa hỗ trợ. Ai vậy? Hỏi có phát tiền không ạ? Bởi vì cái gì cũng vậy, chủ động quá là mình sợ. Để cho mấy bé nó phát đi, để mấy bé trao đi, anh coi anh giúp sẽ tiền xăng về thôi. Về tới đâu anh? 59 Bình Thạnh. Về tới đâu anh? Về tới đâu vậy anh? Quận 5 Bạc Liêu. Dạ. Rồi bỏ mấy ngồi xuống anh. Rồi về cẩn thận nha anh. Dạ. Cô này cô đi giao hàng. Cô này cô giao hàng. Phụ nữ mà xuyên chở ghê. Rất giả. Dạ rồi, thôi cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Tôi vừa lại ngồi vô nghỉ giải lao xíu, tiếp nước vô nước nữa rồi lại ra trao xíu nữa đi về. Chúc quý bà con cô bác thật nhiều sức khỏe, chào tạm biệt, hẹn lại. Bye bye.